Dậy thì thành công, hành trình lấy lòng khách hàng của TP Bank sau 10 năm. Theo đó, vào năm 2012, TP Bank đã từng rơi vào nhóm ngân hàng yếu kém và bắt buộc phải tái cơ cấu. Tới nay, sau 14 năm ra đời, ngân hàng Tiên Phong đã thay đổi vô cùng ngoạn mục và nằm trong nhóm ngân hàng tốt nhất hiện tại. Cụ thể, từ số liệu mới nhất, số lượng người dùng kênh ngân hàng số của TP Bank chiếm đến 50% lượng khách hàng đang có, với 78 triệu lượt giao dịch qua kênh số của nhà băng này năm vừa qua. Thật là con số vô cùng tích cực đối với ngành ngân hàng, phải không anh em? Ngoài ra, TP Bank là ngân hàng duy nhất có thể xử lý tới 30% các cuộc gọi của tổng đài dịch vụ khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo ở thời điểm hiện tại. Với tiêu chí đặt khách hàng lên hàng đầu, mong muốn được thấu hiểu khách hàng nhất, TP Bank đã liên tục đưa ra những sản phẩm và dịch vụ tài chính độc đáo được rất nhiều khách hàng đón nhận. Thậm chí TP Bank đã chơi lớn khi mới sân tùng MTP làm đại sứ thương hiệu cho chiến dịch quảng cáo năm 2020. Theo báo cáo tài chính quý 1 vừa qua, TP Bank đã có tổng tài sản lên tới 300.000 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng mừng cho những cố gắng vượt trội của TP Bank trong 10 năm qua. TP Bank hứa hẹn hướng tới mục tiêu lợi nhuận 8.200 tỷ đồng trong năm 2022. Anh em thấy dịch vụ của TP Bank thế nào? Tôi sẽ dùng TP Bank ngay mới được, tiện lợi quá mà.